Đức Hiển kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 28 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi cũng đang chuyển bộ quán ăn này đi Hà Nội phục vụ cho một khách hàng đến là bác sĩ Long. Anh là trước đây là công tác tại Quân y viện 110. Thì trước đây là tôi đã phục vụ cho nhiều khách hàng viện Quân y 110 từ thời bác Đào Bình là viện trưởng, sau đó đến bác Vạn. Cho nên chúng tôi cũng quen biết được nhiều các bác sĩ ở đó và cán bộ cũng như viên đó. Thì hiện nay thì bác sĩ Long thì cũng đã nghỉ hưu và công việc rất bận rộn, nhưng mà cái mối quen biết thì trước thì bác cũng ưu tiên và bác lấy cho nhiều đồ chúng tôi, trong đó có bộ bàn ghen này. Bộ bàn ghen này là gồm một bàn 6 ghế. Chiếc ghế này ghế cung đàn chân mập. Tại sao gọi chân mập? Bởi vì chân này là vuông 6 cm và với độ lưng ngả ngồi rất thoải mái và chân sau là liền. Sau này quý vị cứ nhắc là nếu quý vị thích bộ tương tự như này, cứ nói là bộ giống bộ nhà bác sĩ Long, Quân y viện 110. Đây là chiếc bàn của nó. Chiếc bàn có đế tròn ở dưới, ở trên là 4 con cái chép tượng trưng cho niên niên hữu dư. Và trên cái này là cái khuôn tranh bàn. Cái yếm là yếm hình vòng thúng, hình tang trống, rất là cầu kỳ. Ở trên mặt là có hai chiếc kính, vừa rồi là chúng tôi mới nhấc ra rồi. Đây là kính bên dưới, xong đến một vòng bi và đến kính bên trên. Đây, kính này đâu rồi đấy? Cho lên rồi, đặt vào, đặt vòng bi vào kính vào. Đây, vòng bi rất lớn, kính. Hiện nay thì đã vào hè rồi và rất là nóng bức. Đấy, ví dụ như thế, đây cháu để cũng chưa cân, nó đại ý như vậy. Tuy là mùa hè nhưng mà Đức Hiền cũng luôn được quý khách xa gần quý mến và đặt hàng và gọi chuyển hàng liên tục. Ngày hôm nay thì 28 tháng 5 2016 chúng tôi cũng đang chuyển bộ này đi Hà Nội và chúng tôi cũng bày tỏ cái sự cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng xa gần đã luôn luôn đồng hành với đội ngũ Đức Hiền. Xin quý khách bất chút thời gian truy cập vào đội ngũ Đức Hiền.com hoặc là gọi điện cho kỹ sư Đức 0984 666 999 hoặc truy cập vào Facebook của đội ngũ Đức Hiền cũng theo số điện thoại này, hoặc tìm theo cái địa chỉ email là đội ngũ Đức Hiền @gmail.com. Đưa kính lên trước. Và đội ngũ Đức Hiền thì chúng ta làm việc giao tiếp cả. Trực tiếp tôi là kỹ sư Đức, là chủ nhân của hãng đội ngũ Đức Hiền, cũng thường xuyên là bê vác và đo quản lý. Cầm lên để bố bên. Quay tiếp. Hả? Để quay tiếp đi. Ông chủ đồ có Đức Hiền đang chuẩn bị bê hàng. Đó, cái chân lên. Quan sát đây, các bác xem kỹ cái chân. Đây là cái kết cấu chân. Với kết cấu chân này thì chân sẽ vô cùng là chắc chắn và lại đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Mỗi tội là làm cái này.
kiếm thêm nữa. Đấy.